Đố thì ngáp. Đặng Thị Hồng Nương. Nương đâu? Nương đâu? Nguyễn Thanh Đa. Phạm Thị Ba. Đâu? Bên đâu? Đặng Thị Yến. Tăng. Trăng Hoàng Thị Nhân. Phạm Thị Bé. Nguyễn Thị Minh Thư. Nguyễn Mía. Nguyễn Lê Thanh. Nguyễn Thị Trâm. Lê Thị Bái. Nguyễn Thị Nghệ. Đỗ Đức Tâm. Nguyễn Văn Hùng. Ông nghe giờ ông bán kêu là giờ ông đi chụp cá không? Đặng Ngọc Dũng. Đặng Ngọc Dũng. Đặng Ngọc Mến. Mến đâu? Đặng Văn Hiếu. Đó đâu, xong đó đâu. Đặng Văn Hiếu. Đặng Văn Hiếu đâu? Nguyễn Trường Dân. Đâu Trường Dân đâu? Trường Dân giấy đâu? Nguyễn Trường Dân. Võ Thị Thanh Lâm. Phan Thị Đổng. Bà nhà cứu đâu? Bà nhà cứu đâu? Ổng đây, ổng đây, ổng đây. Nguyễn Trân. Trần Long Đức. Trần Long Đức. Đặng Sơn. Đánh thủ đi bà con. Đánh nghe, để nghe, lắng nghe nè Sơn. Mưa gió tới đâu đâu Phước. Nguyễn Thị Thé. Nghe dùm chứ. Tụi to vậy là nó to. Hết sức rồi nghe nè. Đặng Văn Hưng. Vậy mà không nghe nữa là bó tay luôn á. Nguyễn Thị Thu. Nguyễn Túc. Nguyễn Thanh Tâm. Thanh Tân á. Nguyễn Thanh Tân. Thanh Tân. Chưa. Nguyễn Thanh Phi. Thanh có ăn. Lo đi uống sữa mà biếu. Lo đi uống sữa. Nguyễn Thanh Phi. Đăng Thị Thép. Nguyễn Văn Mãn. Nguyễn Thị Sinh. Ở chương trình tặng quà tại xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Nguyễn Ngọc Tuấn. Nguyễn Trại. Vũ Thị Sơn. Vũ Thị Sơn. Gọi nó sập. Bảo không sợ bây giờ sập sập nào. Bây giờ nó sập ra. Nguyễn Thị
hết bánh. Em nước à? Hả? Để mua ai đổ quần áo. Bỏ thì đem. Sao? Ướt quần áo. Bây giờ cái này là anh làm.